Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài. Hallelujah, bởi vì Ngài là một Đức Chúa Trời tuyệt vời. Và những ai là những con người mà chưa bao giờ nếm trải sự tuyệt vời của Chúa, họ sẽ nếm trải sự tuyệt vời ở nơi Ngài. Amen. Xin kính chào tất cả quý tôi tớ Chúa, quý con dân của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một sứ điệp. Và tôi tin rằng sứ điệp này nó mang một tính cách ở trong cái thời điểm này, giữa tất cả những điều xảy ra chung quanh chúng ta, giữa dịch cúm COVID-19, đại dịch COVID-19, giữa tất cả những sự mất mát, giữa tất cả những gì dường như là chúng ta không có gì cả, và những gì chúng ta có dường như nó không còn nữa. Giữa tất cả những biến cố xảy ra, nó không phải chỉ tính cách mà gọi là chỉ nho nhỏ, nhưng mà nó mang tính cách lớn toàn quốc gia, toàn cầu và khắp mọi nơi. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một đấng vĩ đại đang ở với chúng ta, có một Đức Chúa Trời siêu nhiên đang ở với chúng ta, và Ngài nói chúng ta rằng ta ở cùng con luôn cho đến tận thế. Amen. Cho nên tôi muốn gửi chúng ta sứ điệp này. Tôi tin rằng đây là sứ điệp tiên tri, sứ điệp cho chúng ta trong thời điểm này. Và tôi ước mong rằng chúng ta hãy đón nhận sứ điệp này, hãy tiếp nhận sứ điệp này bởi đức tin, hãy tiếp nhận sứ điệp này và nắm lấy sứ điệp này, và để cho sứ điệp này được tự nó sẽ hình thành trong đời sống chúng ta như những gì mà Chúa đã nói. Một điều tuyệt vời ở Kinh Thánh là một cái chỗ này. Những câu chuyện gì ở trong Kinh Thánh ngày xưa Chúa đã làm, ngày nay Chúa vẫn còn làm và đang làm. Và nếu như chúng ta là những cái người và tin những gì mà Chúa đã làm hôm qua, Ngài vẫn sẽ làm ngày hôm nay, và Ngài vẫn tiếp tục làm vào ngày mai. Thì đó, xin Chúa sức dầu cho mỗi người chúng ta trong khi nghe sứ điệp này. Và tôi cầu nguyện để khi chúng ta nghe sứ điệp này xong, khi chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta bắt đầu thấy được những bứt phá lớn lao mà mình chưa bao giờ trải nghiệm qua. Amen. Sứ điệp hôm nay tôi muốn nói chúng ta đó là bước ra và bước lên. Từ không có đến đầy dẫy, từ người bình thường trở nên phi thường. Từ không có đến đầy dẫy. Có thể chúng ta đang mất mát tất cả mọi thứ, nhưng mà tôi cho chúng ta một cái lời hứa từ nơi Chúa. Chúa có thể khiến từ không có đến đầy dẫy. Ngài khiến cho một Abraham không thể có con trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Nếu Đức Chúa Trời đã làm điều này, Ngài vẫn có thể làm điều này cho chúng ta. Đức Chúa Trời có thể khiến những con người bình thường trở nên phi thường. Ngài đã làm điều này trên David, đã trên Gideon, trên Joseph, trên Daniel, thì Ngài vẫn có thể làm những con người bình thường như quý vị và tôi trở nên những con người phi thường cho Ngài. Amen. Cho nên hãy mở lòng mình ra. Chúa ơi, con muốn có một đời sống đầy dẫy, con muốn có đời sống phi thường cho Ngài. Và tôi tin rằng nếu lời cầu nguyện của chúng ta trong thế giới này, và chúng ta cầu nguyện với Chúa, tôi tin rằng Chúa Ngài thấy được tại cái chỗ mà chúng ta cầu nguyện. Có thể quý vị quỳ gối cầu nguyện: Chúa ơi, con muốn bứt phá cái khổ chỗ bình thường này, chỗ tâm thường này, để trở thành một cái điều gì đó, một người gì đó cho Chúa. Thì hãy nói với Chúa hôm nay, chuẩn bị mình hôm nay để đón nhận sứ điệp. Hallelujah. Câu thánh mà tôi sẽ gửi chúng ta hôm nay đó, câu chuyện rất là quen thuộc với nhiều người. Đó là câu chuyện mà Chúa Giêsu gọi Phi-e-rơ và các môn đệ của Ngài lúc mà họ đang đánh cá. Luca đoạn 5 câu 1 đến câu 6 như thế này: Một lần kia khi Đức Giêsu đứng bên bờ hồ Gê-nê-sa-rít, dân chúng chen lấn xung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó là chiếc của Simon và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Simon thưa: Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Luca đoạn 5 câu 7 đến câu 11 kế tiếp: họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-e-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu và thưa: Lạy Chúa, xin lìa khỏi con
vì con là người có tội. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Gia Cơ và dân con CBD bạn của Simon cũng vậy. Đức Chúa Giêsu phán với Simon: đừng sợ, kể từ nay con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Ngài. Hallelujah. Nào, tôi sẽ cho chúng ta cái bước thứ nhất mà chúng ta sẽ nói đến, đó là bước ra. Nào, trước khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, tôi khuyến khích chúng ta hãy tưởng tượng cái câu chuyện Kinh Thánh đó. Đặt mình trong cái bối cảnh của câu chuyện đó, và chúng ta đặt mình vào những nhân vật ở trong cái đoạn Kinh Thánh đó, và chúng ta tưởng tượng nếu như chúng ta ở tại đó, câu chuyện này sẽ như thế nào. Và khi mà chúng ta tưởng tượng câu chuyện đó thì cái câu đoạn thánh nó trở nên sống động với chúng ta. Xin Chúa cho con cái sự tưởng tượng về những cái chuyện mà Chúa đang giảng, những chuyện mà Chúa đang làm, để con thấy cái điều đó nó không phải là câu chuyện nữa, mà nó là một cái điều gì đó sống động trước mặt con. Nào, khi mà chúng ta nói điều này, cái bước nhất mà tôi muốn nói chúng ta đó là bước ra. Nào, chúng ta hãy tưởng tượng Simon và các bạn chài lưới, chúng ta đánh cá suốt đêm không có gì cả, và họ giặt lưới chấm dứt một cái đêm cực nhọc. Nào, nếu chúng ta là cái người mà đánh lưới giống như Simon và các bạn của ông, nguyên một đêm thả lưới xuống rồi kéo lên, thả lưới xuống rồi kéo lên, không một cái mẻ lưới nào có một con cá cả, không một mẻ lưới nào có con cá mà nguyên một đêm. Nào, khi mà chúng ta làm việc mà có kết quả thì chúng ta vui lắm, chúng ta thích lắm, không thấy mệt. Nhưng mà khi mà làm việc mà không có cái gì cả đó, thất bại này đến thất bại khác, từ thả lưới này đến thả lưới kia, mà ngay cả một con cá kiếm không ra đó, là cái thánh đó nó suốt đêm không có gì cả mà, cho nên chị sẽ đến thất bại, chán nản, thất vọng, lo lắng, sợ hãi, bất an, bực bội, có thể xung đột lẫn nhau. Đó, chúng ta sẽ thấy cái điều này xảy ra rất thường trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, trong công việc làm ăn, trong chỗ làm của chúng ta, trong gia đình chúng ta. Cái điều gì mà không có như ý chúng ta đó thì điều gì xảy ra? Dễ dàng sự bực bội, dễ dàng sự cao có, dễ dàng sự xung đột xảy đến trên đời sống của mình. Và Simon và các bạn của ông giống vậy, có thể họ cũng sẽ đổ thừa nhau. Tôi kêu anh đánh lưới chỗ kia, anh không chịu đi. Người nói sao, cái người đó là anh giỏi, lúc đó không không quyết định đi. Sẽ có những cái sự xung đột lẫn nhau. Và chúng ta cảm thấy họ lúc đó họ nghĩ cái gì? Không biết hôm nay có tiền không, không có đánh cá, không có lưới, không có cá, rồi hôm rày có thể là không có cá. Bây giờ thì mình làm sao có tiền để cho gia đình, làm sao có tiền cho con đi học, làm sao sao để mà có tiền trả những cái hóa đơn của mình, rồi tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tất cả điều gì họ có thể suy nghĩ ra tất cả những cái điều gì, và họ lo lắng. Rồi có thể họ sẽ dự định là họ sẽ trong ngày hôm nay họ trở về nhà, họ làm một cái gì đó, có thể đi làm kiếm thêm một công việc nào đó để làm, để trả những chi phí. Có thể là ở nhà con đau, vợ bệnh, nó bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống của họ, họ họ cho rằng đây là công việc mà họ cần phải làm. Và chúng ta để ý khi mà Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu giảng, có nhiều người đến nghe Ngài giảng đó, họ chen lấn với nhau nghe Ngài giảng đó, thì Chúa Giêsu ở gần bờ biển, và càng lúc mà họ đẩy Ngài sát mé nước nhiều hơn. Và khi họ đẩy Chúa Giêsu sát mé nước nhiều hơn thì Chúa Giêsu thấy hai chiếc thuyền, trong đó có chiếc thuyền của Simon, và Ngài kêu Simon cho Ngài mượn chiếc thuyền này để mà Ngài lên và Ngài ngồi xuống và Ngài giảng. Nào, bây giờ nếu chúng ta là Simon, chúng ta sẽ nói gì? Cảm giác của Simon lúc đó là gì? Nói, Chúa ơi, con mệt nguyên đêm quá, Chúa ơi. Con hỏng thì giờ mà con có thể giúp Chúa thêm chút xíu, con phải về nhà, con phải lo cho gia đình của con, con phải kiếm việc làm khác của con. Con thất vọng lắm, con buồn lắm, Chúa ơi, con không thể nào cho Chúa mượn chiếc thuyền con được. Chúa ơi, ngày ngày giảng giảng đi chứ, con kêu con ngồi đó con nghe Chúa nữa, con không có thời giờ đâu, tâm không có tâm trí đâu để con nghe Chúa giảng. Và rất rất nhiều người chúng ta ngày hôm nay đó, khi chúng ta bận rộn, khi chúng ta có những cái sự cố xảy ra trên đời sống của mình, khi chúng ta mất mát, khi chúng ta thiếu thốn, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà ngồi để nghe lời Chúa cả. Chúng ta không bao giờ nghĩ đến là cái chuyện mà Chúa trước, chạy đến với Chúa trước.
Thông thường chúng ta sẽ cố gắng suy nghĩ để làm một cái gì đó để giải quyết, xử lý những cái nan đề trong đời sống của mình. Và chúng ta sẽ duyện diện đủ cớ là không thể được. Mục sư thấy chúng ta Chủ nhật không đi nhà thờ, gọi gọi chúng ta nó ở sao mà không thấy anh khỏe không? Ôi mục sư ơi, tôi bận lắm mục sư, tôi phải có nhiều việc tôi phải làm, có những công việc đòi hỏi và tôi không làm không được. Ô, mục sư ơi, tôi không có được khỏe. Mục sư ơi, vợ tôi đau, con tôi nó đi nó học và nó phải lên lớp, tôi phải làm thêm có tiền để lo cho con của mình. À, chúng ta luôn luôn viện cớ tối thêm một buổi tối nữa để mà học lời Chúa, được tham gia tổ tế bào, không có ích lợi gì cả. Phí thời gian, mình mệt mỏi mình cần ngủ, mình mệt mỏi mình cần nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Chúng ta sẽ luôn luôn cho mình những cái lý do nào đó để chúng ta không bước ra một bước, dù Chúa giống như là Phêrô, chỉ cần một bước thôi. Con chỉ bước ra cho ta mượn cái thuyền, rồi ta sẽ giảng xong rồi con có thể lấy cái thuyền đó lại. Chúng ta không dám bước ra một bước mà chúng ta đòi hỏi, mong đợi rằng, hy vọng rằng cuộc đời mình sẽ tốt hơn, hy vọng là Chúa sẽ làm cái gì đó cho mình, hy vọng rằng sẽ có một ai đến giúp đỡ mình, hy vọng gì sẽ có một cái phép lạ nào đó xảy ra. Nhưng mà tôi thưa với chúng ta rằng tất cả những điều gì mà chúng ta hy vọng, chúng ta đặt nơi con người, đặt nơi mình, đặt nơi cái nguồn tài nguyên nào đó, thì tất cả những điều đó đều là điều vô ích cả. Và Chúa nói khốn thai, Kinh Thánh nói Chúa khốn thai cho những kẻ nương dựa hay là tin cậy nơi con cái loài người. Là cái loại xác thịt và không thể giúp đỡ gì cho chúng ta được. Chúa đã khôn thai cho những người mà nương dựa nơi người, họ giống như là những thạch thảo trong sa mạc, không có cái lợi ích gì cả. Và tôi muốn nói chúng ta, nếu ai trong chúng ta muốn cuộc đời của mình từ không có gì cả và trở nên đầy dẫy, từ cái bình thường trở nên phi thường đó, thì chúng ta phải bước ra một bước, chỉ một bước thôi, một bước thôi, hãy bước một bước, một bước này, hãy cho Chúa bước vào trong cuộc đời của chúng ta, bước vào trong cái thuyền của chúng ta để Ngài đem lời Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta. Thì bước ra một bước này nó nghĩa là gì? Hãy bước ra học lời Chúa. Simon đã bước ra và cho Chúa mượn chiếc thuyền đánh cá của mình để Ngài giảng. Và ông cũng ngồi đó nghe Chúa giảng. Có thể đầu tiên ông ngồi đó nghe Chúa giảng và ông ngáp. Buồn ngủ quá. Ông nói chán quá chán, đi học đi nhóm tổ tế bào, đi nghe giảng và nghe một sư phân giảng rồi tôi thấy buồn ngủ quá. Hay là bữa nay là thôi nghe chút xíu xong rồi cái đi về. Nhưng mà tôi nói cho chúng ta biết rằng Führer đã bước một cái bước đầu tiên. Ông cho Chúa mượn chiếc thuyền của mình. Ông ngồi tại đó và ông nghe Chúa giảng. Dù mệt nhọc nhưng ông vẫn nghe lời Chúa, dù chán nản, dù thất vọng, dù thiếu thốn, dù làm ăn thất bại, ông vẫn ngồi tại đó và ông nghe lời Chúa. Tôi thách thức chúng ta hãy loại bỏ những cảm xúc của mình, những thất vọng, những bực tức, những chán nản, những tổn thương, những buồn bã, những lời chỉ trích, những lời nói xấu, nói hành của người khác. Mà hãy để mình im lặng ngồi tại đó và ngước mắt lên chăm xem những gì Chúa dạy mình. Hãy vào trong sự hiện diện của Chúa, hãy vào trong tháp canh, hãy vào trong chỗ cầu nguyện, hãy vào trong tổ tế bào, hãy vào trong nhà thờ với một cái mục đích duy nhất là: Chúa ơi, mặc dù con thất bại, mặc dù con không thành công, dù con tổn thương, dù bất cứ điều gì xảy ra đời con, Chúa ơi, con muốn ngồi với chân Ngài để lắng nghe tiếng của Ngài. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ thấy một cái điều diệu kỳ xảy ra trên đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 như thế này: khi mà Sa-tăng cám dỗ Ngài để hóa đá thành bánh để ăn, Chúa Giêsu nói Kinh Thánh chép con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời. Như vậy cuộc đời chúng ta có hai cái phần mà để nuôi cuộc sống của chúng ta. Sự sống thứ nhất mà nuôi cuộc đời chúng ta đó là thức ăn, cơm, thức ăn mà chúng ta ăn để nuôi cái phần thể xác này chúng ta.
Nhưng mà cái phần thức ăn thứ hai mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta để cho cuộc đời sống của chúng ta thành công phước hạnh dư dật, đó là ăn, thức ăn là lời của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 6 câu 51, Chúa Giêsu 51 câu 53, Chúa Giêsu nói rằng ta là bánh sự sống từ trời xuống. Nếu ăn bánh này sẽ sống đời đời. Wow! Chúng ta có biết rằng khi chúng ta đọc Kinh Thánh, nó sẽ đem đến sự sống, mà sự sống đời đời trên đời sống của chúng ta không? Chúng ta có biết rằng khi mà chúng ta ăn những thức ăn mà bình thường đó, thì nó cho xác thịt chúng ta, mượn cái phim hài để chúng ta nghe, coi những cái phim nào đó mà chúng ta thích, hay là chúng ta hát karaoke, hay là đi ăn, đi nhậu, đi tiệc tùng, đi du lịch, tất cả những điều gì. Kinh Thánh cho biết chí thần linh, chính thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích gì. Tất cả những thứ vui chúng ta tìm cho mình, nhưng như tôi đã kể, những ăn uống tiệc tùng vui chơi nó là gì? Nó chẳng ích lợi gì cả. Nhưng lời ta nói với con là thần linh và sự sống. Lời của Chúa chính là thần linh và sự sống. Lời Chúa sẽ làm chúng tôi được thành công, được sống lại. Giô-se đồng 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, bởi vì sao? Vì chúng ta đọc cái quyển thánh này, chúng ta suy gẫm lời Chúa, chúng ta cẩn thận làm theo lời Chúa, thì con mới được thịnh vượng và trong con đường mình và mới thành công. Wow! Như vậy khi mà tôi thất bại, khi mà tôi không có gì cả, khi tôi bị mất mát, tôi tổn thương, tôi buồn bã, tôi đau khổ, tôi bị tất cả mọi điều. Nhưng mà nếu tôi đến với lời của Chúa, tôi suy gẫm lời Chúa, tôi cẩn thận làm theo lời Chúa, thì những gì không có, Chúa sẽ làm cho đầy dẫy. Những gì thất bại, Chúa sẽ làm cho thành công. Tôi ước mong tất cả mọi người chúng ta hiểu được cái điều quan trọng này trong đời sống của mình, để chúng ta không còn đi dắt dẫn nữa, chúng ta không còn té ngã nữa, không còn đứng lên rồi té xuống, không còn mới vừa được phước xong rồi cái là mất hết phước rồi. À, thứ 119 câu 50, câu 130, câu 107. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Nếu chúng ta đang gặp cơn hoạn nạn, lúc chúng ta đang bị thất bại, lúc chúng ta bị phá sản, lúc chúng ta thiếu nợ, lúc chúng ta gặp bệnh tật, lúc chúng ta gặp những cái chuyện gì xảy ra trong đời sống của mình mà dường như là nó không có một cái con đường nào giải thoát, thì lời Chúa an ủi tôi, an ủi chúng ta trong lúc đó. Lời Chúa, Kinh Thánh cho biết trong lời 7 rằng lại Chúa tôi đau khổ nhiều, xin ban sức sống cho tôi theo như lời Chúa. Quý vị có đau khổ chăng? Có bị tổn thương chăng? Có bị người khác lợi dụng không? Quý vị có thể mất mát điều gì không? Có ai thân yêu mà rời khỏi mình không? Nếu chúng ta là người đang đối diện với sự đau khổ, thì lời Chúa ban sức sống cho chúng ta. Là Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái sự tư tưởng, cái sự suy nghĩ đau khổ phiền muộn hoạn nạn, và lời Chúa giải thích cho chúng ta, đem đến sự giải thích chúng ta và đưa chúng ta vào nơi ánh sáng của Chúa. Do đó tại sao khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh như quyển tiểu thuyết, chúng ta không bao giờ thấy ích lợi cho đời sống của mình. Nếu đọc Kinh Thánh mà chỉ đọc qua loa, hay là chỉ nghe cho có, hay đi nhà thờ chỉ nghe cho có, đi vô tổ tế bào chỉ cho có học rồi chứ nghe người ta nói thôi, chúng ta chẳng bao giờ thấy được cái quyền năng ở trong lời Chúa, quyền năng an ủi chúng ta trong cơn hoạn nạn, quyền năng giúp chúng ta thoát khỏi sự đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì lời Chúa giải thích cho chúng ta, chính lời Chúa giải thích cho chúng ta. Tôi nhớ có một số người gặp tôi và họ nói: mục sư Phong, tôi cảm ơn mục sư để đã giảng tôi, và ngày hôm nay tôi còn nhớ cái bài giảng đó. Tôi hỏi người đó rằng chứ tôi giảng cái gì vậy? Cái người đó kể ra cái bài giảng gì. Tôi nói rằng tôi chưa biết cái chuyện này nha, tôi không hề giảng cái này, tôi không hề biết, làm sao tôi chia sẻ cho anh chị nhớ được. Nhưng mà tôi hiểu rằng khi tôi giảng như vậy thì Chúa cho mỗi người, Chúa giải thích lời Chúa cho mỗi người khác nhau. Amen. Và do đó khi mà chúng ta đọc lời Chúa, mỗi lần chúng ta đọc lời Chúa cũng chính cái câu thánh đó, Chúa sẽ giải thích chúng ta trong một cách khác.
Thi Thiên Luận 1 câu 1 câu 3: Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va. À, chúng ta muốn cuộc sống chúng ta được phước không? Hãy vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc, tất cả mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Đây là chìa khóa mà từ không có gì dẫn đến đầy dẫy. Đây là cái chìa khóa khiến những người bình thường trở nên những con người phi thường. Tôi muốn hỏi chúng ta ngày hôm nay, chiếc thuyền cuộc đời của quý vị có cái gì? Thiếu thốn chăng? Bệnh tật chăng? Chán nản, trầm cảm? Hay chiếc thuyền của bạn đầy sự tội lỗi, mặc cảm tội lỗi? Hay là quý vị có những mối quan hệ gãy đổ, tổn thương? Hãy dâng chiếc thuyền mình cho Chúa Giêsu. Hãy để Ngài bước vào trong chiếc thuyền của cuộc đời của mình. Và hãy để Ngài đem lời của Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta dám bước ra một bước, chỉ một bước thôi, Chúa Giêsu ơi, con dâng chiếc thuyền cuộc đời này của con cho Ngài. Con có nhiều thứ lắm Chúa ơi, cuộc đời con có đau khổ, con có mất mát, con có thiếu thốn tiền bạc, con phá sản, con nợ nần. Ô quý vị có thể liệt kê với Chúa mà không cần biết quý vị đang có cái trường hợp gì chăng nữa. Nhưng mà nếu chúng ta mời Ngài bước vào, Ngài đang gọi chúng ta, con có sẵn sàng giao chiếc thuyền của con cho ta không? Cho ta mượn một chút xíu thôi, một bước thôi. Và nếu như mà chúng ta dám làm điều này, thì tất cả những sự mệt mỏi, buồn chán, thất vọng, lo lắng, bệnh tật, sợ hãi, nó sẽ rời xa chúng ta. Lời Chúa sẽ đem chúng ta đến đức tin, đem chúng ta hy vọng, bắt đầu nó càng ngày càng gia tăng, càng được dấy lên trên đời sống của chúng ta. Sự buồn bã được thay thế vào sự vui mừng, sự tối tăm bước vào trong nơi sáng láng, từ tuyệt vọng đến đầy hy vọng, từ không có cho đến đầy dậy. Ôi tôi ước ao rằng, ôi quý vị và tôi luôn luôn để Chúa Giêsu ở trên thuyền của mình, đừng bao giờ để Ngài rời khỏi thuyền mình, đừng bao giờ đuổi Ngài để chiếc thuyền của chúng ta làm theo ý của mình. Khi Chúa ở trên thuyền, thì chúng ta nhớ câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài ở trên chiếc thuyền. Bão tố xảy đến, Chúa Giêsu nằm ngủ. Nhưng mà các môn đệ của Ngài họ sợ hãi, họ lo lắng, họ là những người đánh cá chuyên môn. Nhưng mà khi mà thấy bão tố đến và sóng gió thổi đến và chiếc thuyền gần chìm, họ sợ. Nhưng mà ngày nào Chúa Giêsu còn trong chiếc thuyền đó, ngày đó họ an toàn. Ngày nào Chúa Giêsu ở trong thuyền thì chỉ một lời của Ngài thôi, hãy im đi, hãy lặng đi, thì gió biển sóng biển đều im lặng như tờ. Cho nên đừng bao giờ để Chúa Giêsu rời khỏi cuộc đời của mình và đừng bao giờ rời khỏi lời của Chúa trong cuộc đời của mình. Bước ra, như tôi đã nói chúng ta, bước ra có nghĩa là gì? Bước ra đó là đến với Chúa, đến lời của Ngài. Lắng nghe lời của Ngài, chú ý nghe lời của Ngài. Và bước ra cái nữa là gì? Chúng ta dâng những gì mình có để phục vụ Chúa. Simon đã bước ra một bước là dùng chiếc thuyền của mình có cho Chúa sử dụng, dù chiếc thuyền nó không có gì cả. Bước ra có nghĩa là dâng cho Chúa để Chúa sử dụng những gì mình có trong tay. Bước ra là dùng ân tứ, dùng tiền bạc, dùng những gì mình có dù nó nhỏ bé để phục vụ Chúa. Sử dụng nhà của mình làm điểm nhóm, bước ra làm chứng, bước ra chữa lành cho người khác, cầu nguyện cho người khác lành bệnh. Bước ra mình học được cái gì thì hãy sử dụng những cái kiến thức mình học được để mà đem đến chia sẻ cho người khác. Chúa không đòi hỏi chúng ta hy sinh nhiều, chỉ một bước thôi, chỉ một chút thôi. Những gì chúng ta có hãy dâng lên cho Chúa. Chúng ta thấy một điều tuyệt vời ở cái chỗ này, khi mà những gì chúng ta tầm thường ở trong tay của chúng ta mà chúng ta giao cho Chúa, dâng lên cho Chúa, thì cái đó trở thành phi thường. Khi Môi-se cái cây gậy của ông để chăn chiên,
Và ông dùng cái gậy ông để đi chăn chiên để mà nuôi cái cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mà ông dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa, ông dâng cái những gì mình có, cả cuộc đời những gì mình có cho Chúa đó, thì cây gậy của Môi-se không còn gọi là cây gậy của Môi-se nữa, mà gọi là cây gậy của Đức Chúa Trời. Một cây gậy bình thường trước đây chỉ dùng để chăn chiên thôi, nhưng mà bây giờ cây gậy nó trở thành cây gậy để chăn dắt dân Israel là dân sự của Ngài. Cây gậy trước đây bình thường chỉ xua đuổi những con thú dữ đến mà làm hại bầy chiên, nhưng bây giờ cây gậy này khiến cho vua Salomon và cả vương quốc của Ai Cập phải run sợ. Cây gậy này đem đến 10 tai vạ cho người Ai Cập. Cây gậy này rẽ biển đỏ, cây gậy này đập vào đá nước chảy ra. Ôi tôi ước gì cuộc đời quý vị và tôi chỉ dâng cho Chúa những gì tầm thường ở trong tay của mình. Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều đâu. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta có thôi. Khi em bé có 5 cái bánh và 2 con cá, và Chúa gọi cho đám dân đông, ai có gì đem đến đây. Quý vị biết không, trên 5.000 người, 5.000 người trên 5.000 người, chưa kể đàn bà con nít, chỉ có em bé thôi. Đem cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá, đó là những gì em có. Nhưng mà những gì em có đó, Chúa đã làm một phép lạ vô cùng lớn lao. 5 cái bánh, 2 con cá đã nuôi trên 5.000 người, chưa kể đàn bà và con nít. Họ ăn dư dật đến nỗi còn dư lại 12 giỏ. Như vậy bước ra có nghĩa là gì? Hãy dâng cho Chúa những talent, những cái ơn tứ, những khả năng của mình. Đừng bao giờ diễn lý do. Bước ra không bao giờ diễn lý do. Ô, tôi mới tin Chúa, không biết Kinh Thánh nhiều, đừng kêu tôi chia sẻ. Ô, tôi có ít tiền, tôi không dâng cho Chúa được. Tôi hát dở, tôi đàn không hay. Nhưng mà tôi nói cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta dám dâng cho Chúa cái điều đó, thì Chúa Ngài sức dầu cho những gì chúng ta làm. Tôi nhớ có một lần kia, ở trong hội thánh tôi có một em bé đó mới tập đàn keyboard thôi, và nó đàn cũng bình thường, không có gì hết, nhưng mà nó muốn phục vụ Chúa trong khả năng âm nhạc và đánh đàn. Và tôi đến, tôi đặt tay cho nó, tôi đặt tay cho nó, tôi cầu nguyện cho nó. Sau khi tôi đặt tay cầu nguyện cho nó xong, thì 2 năm sau thì có một chương trình hội đồng phục hưng đến, và nó đánh đàn trong hội đồng phục hưng. Và cái một nhạc sĩ ở tại đó sửng sốt, nó em bé này là ai vậy, tại sao nó có thể đàn với kỹ năng giống vậy và được sức dầu như vậy. Chúng ta biết không, khi chúng ta dâng lên cho Chúa những cái tầm thường, cái nhỏ nhất, mà cái mà chúng ta nghĩ là không có ích lợi gì cả, nhưng mà Chúa sẽ khiến nó thành những cái điều phi thường, những điều vĩ đại. Một lần kia tôi về Việt Nam, và có một lần một em kia đến đón tôi để vào trong hội thánh của em giảng. Và khi em chở tôi và tôi hỏi em rằng tự nhiên trong lòng tôi hỏi là con có hướng dẫn thờ phượng không? Con có thờ thích thờ phượng Chúa không? Nó nói dạ có. Tôi mới nói em rằng con muốn sử dụng cái này cho Chúa dùng con không? Nó dạ muốn. Tôi đặt tay trên nó và tôi cầu nguyện nhân danh Chúa sức dầu cho con. Chúa sử dụng cuộc đời con. Quý vị biết không, tôi không gặp nó 1 năm 2 năm sau, tôi được nghe nó là một người hướng dẫn thờ phượng rất là được ơn, và nhiều hội thánh mời nó để hướng dẫn thờ phượng. Và không những thôi, nó đánh đàn, lúc mà nó chưa biết đánh đàn gì cả, nó chỉ mới mò mẫm thôi, và sau đó nó trở thành dạy đánh đàn, và nó mở kênh YouTube để dạy người ta đánh đàn, để dạy người ta hướng dẫn thờ phượng. Đừng bao giờ coi thường những gì ở trong tay của mình. Những gì trong tay của chúng ta mà nó tầm thường thì càng dâng cho Chúa, bởi vì Chúa sẽ khiến những điều tầm thường đó trở nên vĩ đại. Hallelujah, hallelujah. Cho nên đừng bao giờ bào chữa, đừng bao giờ bào chữa, đừng bao giờ tìm cách thoái thác rằng ô nhà tôi nhóm không được, phải phải dọn dẹp mỗi lần nhóm lại phiền phức quá, mệt quá, phải trà nước, rồi phải bánh trái, rồi phải có thức ăn, rồi phải chuẩn bị, rồi mai phải đi làm, phải cho con cái ăn. Chúng ta đừng bao giờ diễn lý do, bởi vì chúng ta không biết rằng khi mà có một cơ hội đến trên đời sống chúng ta, đó là Chúa đang chuẩn bị ban phước cho chúng ta. Khi Chúa hỏi chúng ta, người lãnh đạo chúng ta, người mục sư chúng ta, mời chúng ta, anh chị giúp được điều này không, đừng bao giờ từ chối. Quý vị từ chối là quý vị đã đánh mất cái cơ hội và phước Chúa sẵn sàng tuôn đổ trên đời sống mình. Amen. Bước ra là gì? Chỉ một bước thôi. Chúa không đòi hỏi chúng ta nhiều. Những gì trong tay của chúng ta,
những gì thất bại của chúng ta, những gì đau khổ của chúng ta, những gì phiền muộn của chúng ta. Tôi về Việt Nam trong một chuyến kia, tôi được giới thiệu là đến một cái nhà thờ đó, ô 2-3 tuần, và ô tôi nói ô cảm ơn Chúa, điểm nhóm của ông bà mục sư thật là tuyệt vời. Và họ nói với tôi rằng mục sư Phong, mục sư không biết đâu, khi tôi mới tin Chúa đó, là lúc đó chồng tôi đó, là cái người mà làm đi đi bị cải tạo. Con của tôi đó, nó có đứa cũng đi cải tạo. Rồi nhà của tôi lúc đó, nhà của tôi không có được như gì đâu. Nhà tôi mỗi lần mà nhóm lại kêu người nói lại phải ngồi trên ghế và nước lụt nước ngập lên, nó lâu gần đầu gối gì đó. Mà nhưng mà hội thánh tư gia chúng tôi vẫn nhóm lại, chúng tôi thờ phượng. Quý vị biết không, từ nơi cái căn nhà đó, từ nơi cái người phụ nữ tin Chúa đầu tiên đó, và dùng cái nhà của mình mà nước lụt đó cho Chúa đó, từ nó ông chồng ra khỏi đại học cải tạo và ông trở thành mục sư, con trai trở thành mục sư, con gái lấy chồng mục sư, và căn nhà đó sau này trở lên tôi lấy 3-4 tỉnh. Cái gì mà thất bại chúng ta, cái gì dở của chúng ta, cái gì tầm thường của chúng ta, cái gì mà mọi người coi thường của chúng ta, coi thường chúng ta, thì cái đó hãy dâng cho Chúa đi. Và Chúa sẽ khiến những cái điều đó trở nên đầy dẫy, trở nên phi thường. Và Chúa khiến những điều đó làm ngạc nhiên cho nhiều người, và trong đó chính chúng ta nữa. Hallelujah. Amen. Khi chúng ta bước ra một bước thì Chúa sẽ dẫn chúng ta 7 bước. Nếu chúng ta dám bước bước đầu tiên thì Chúa sẽ dẫn chúng ta 7 bước kế tiếp. Những bước này sẽ thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Sau khi giảng xong, Chúa bảo Simon chèo ra ngoài khơi chỗ nước sâu để thả lưới. Simon dù lúc đó mệt mỏi, thất vọng, lo lắng, buồn chán như nãy chúng ta nói đó, không có gì buồn chán, nhiều cái trầm cảm trong đó. Và khi mà Chúa Giêsu kêu ông ta chèo ra ngoài khơi để thả lưới ngay chỗ nước sâu đó, thì Phi-rơ nói gì? Chúng con làm việc suốt đêm mà không được gì cả, nhưng vâng theo lời thầy, con sẽ thả lưới. Nào, chúng ta để ý cái chỗ này đó. Simon là tay đánh lưới chuyên nghiệp, còn Chúa Giêsu là cái người thợ mộc và Ngài là Rabbi, là người giảng. Nhưng mà khi mà ông ngồi với chân của Chúa và ông nghe tiếng của Chúa dạy, lời của Chúa dạy, thì chuyện gì xảy ra? Ông gọi Chúa Giêsu là Master hay là chủ. Tiếng Việt của chúng ta thì không có dịch như vậy, nhưng mà tiếng Anh hầu hết dùng cái chữ Master là chủ. Tiếng Việt chúng ta dịch cái chữ Teacher. Cái chữ nguyên văn của nó là Commander, là cái người ra lệnh, cái người mà thủ lĩnh, mọi người ra lệnh, giống như là trong quân đội, mọi người cầm đầu. Thì ông trả lời của Chúa là Master hay là chủ. Tôi đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời chủ con sẽ thả lưới. Quý vị biết không, có một điều huyền nhiệm ở tại đây là thế này. Khi Simon ngồi nghe Chúa giảng thì lời của Chúa không phải chỉ vào trong tâm trí ông ta, lời Chúa không chỉ vào trong tâm lòng của ông ta, nhưng lời Chúa đi sâu hơn nữa, vì lời Chúa là gươm hai lưỡi, đâm sâu đến hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định của con người. Lời Chúa đâm sâu đó. Cho nên từ cái chỗ mà Chúa kêu ông ta hãy ra và thả lưới đó, dù cái điều đó không có hợp lý, dù cái điều đó không có đúng với cái chuyên môn của ông, nhưng ông vẫn vâng lời Chúa. Đặt trường hợp quý vị, nếu mà ai đánh cá, chúng ta sẽ biết thế này. Không có ai đánh lưới ban ngày cả. Nào, nếu mà ai đi qua Do Thái đó, chúng ta sẽ đến một cái nhà gọi là cái viện bảo tàng, và trong cái viện bảo tàng đó nó để lại chiếc tàu và họ gọi là chiếc tàu của Führer. Và chiếc tàu đó không phải chiếc tàu lớn đâu, nó chỉ chiếc thuyền nhỏ thôi. Bây giờ đó là Chúa Giêsu kêu ông đánh lưới vào ban ngày. Nếu ai mà đi câu cá đó,
À, hay là đánh lưới cá đó, chúng ta sẽ biết rằng là không thể đánh lưới ban ngày được. À, tại sao vậy? Ban ngày đó cá nó lặn sâu, bởi vì mặt trời rọi xuống và cá nó lặn sâu và cá nó không có trên mặt. À, và giá lại trong cái thời đó cái lưới mà chúng nó để mà sâu tới tận đáy, cái chuyện nó không có, và cá luôn luôn nó lủi vào trong những hốc đá, vào chỗ nào nó núp nó không có ra ngoài. À, cho nên khi mà đánh cá hay câu cá là sau lúc mặt trời lặn người ta đi câu, hoặc là sáng sớm người ta đi câu. Bây giờ Chúa Giêsu họ đánh lưới, họ giặt thuyền, rồi Chúa Giêsu giảng, rồi một thời gian sau rồi Chúa mới kêu ông ta ra ngoài, chèo ra ngoài khơi để mà đánh lưới. Đây là một điều không có hợp lý đối với Phi-e-rơ là một người đánh cá chuyên nghiệp. Nhưng mà Phi-e-rơ không có viện lý do đó. Ông nói là Chúa ơi, con không thể vâng lời Chúa bởi vì điều Chúa kêu con làm nó không hợp lý, con đã giặt lưới rồi. Bây giờ ngài kêu con phải đi ra đánh lưới nữa, con cho ngài mượn cái thuyền của con rồi con ngồi con chờ nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ Chúa đã kêu con phải đi ra đánh lưới nữa, rồi con phải giặt lưới nữa hay sao? Bất công quá Chúa ơi. Nếu là chúng ta có thể cái chuyện này xảy ra, nhưng mà tôi cho chúng ta biết là chuyện này không thể xảy ra được. Tại sao vậy? Một khi một người nào nghe lời Chúa rồi đó, thì lời Chúa đem đến đức tin trong đời họ, đời sống của họ. Kinh Thánh sứ đồ Phaolô nói rằng đức tin đến do người ta nghe và nghe lời của Đức Chúa Trời rao giảng. Cho nên khi mà chúng ta nghe lời Chúa thì đức tin của chúng ta được dấy lên, và ngay cả những chuyện mà không hợp lý nữa chúng ta vẫn tin đó là điều hợp lý, đó là chân lý. À, quý vị nào mà thích học Kinh Thánh, thích nghe lời Chúa, à ai nói cái chuyện mà nghỉ ngày Chủ nhật để làm có tiền thêm gấp 2, gấp 3 lần, quý vị sẽ nói no, không bao giờ đâu, tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu. Nếu ai mà kinh nghiệm Chúa, thấy Chúa ban phước trên đời sống mình, từ không có gì bắt đầu Chúa ban phước cho nhiều, nói rằng thôi bỏ Chúa đi, tôi sẽ cho anh triệu bạc, nó nói tôi ngu gì tôi nghe lời anh. À, bởi sao? Họ nếm được cái lời Chúa, và lời Chúa chính là cái chìa khóa đức tin để khiến họ thành công từ cái người không có cái gì cho đến đời đầy dẫy. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông không có viện lý do gì, bận rộn lý do gì cả, ông chỉ tin vào những lời thôi. Luca đoạn 5 câu 5 câu đoạn 5 câu 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 6 câu 7 thế này: họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn thuyền khác đến giúp các bạn ấy, đến chở cá đầy hai thuyền đến nỗi gần chìm. À, một cái phép lạ vô cùng lớn lao. Do đó tôi khuyến khích chúng ta rằng hãy bước ra một bước đọc Kinh Thánh, bước ra vâng lời Chúa dù mệt mỏi, dù thất vọng, dù bệnh tật, dù thiếu thốn. Hãy bước ra phục vụ Chúa dù mình không có gì cả, ân tứ nhỏ bé, tiền bạc không nhiều, tài ăn nói không có. Hãy bước ra dù chúng ta đang có đối diện với cái trường hợp gì, tình trạng gì chăng nữa, hãy bước ra. Hãy dâng cho Chúa những gì chúng ta có. Chúa khiến cho chúng ta từ cái chỗ không có, từ chỗ thiếu thốn cho đến đầy dẫy, mà không phải chỉ thiếu thốn mà đến đầy dẫy không, mà chúng ta còn có dư để ban cho người khác nữa. À, đó là sự quyền nhiệm khi chúng ta bước một bước. Chúa dẫn chúng ta 7 bước kế tiếp. Chúng ta thấy cái hay, cái tuyệt vời ở chỗ đó. Khi chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta tiếp tục nghe lời Chúa, thì cái điều sẽ xảy đến trong chúng ta đó là Chúa Giêsu không phải là một vị thần mà chúng ta tin Chúa bởi vì tin một tôn giáo, nhưng mà Ngài là chủ của chúng ta, và chủ cái người mà làm nhân công hay là người mà ở dưới quyền của ông chủ sẽ làm gì? Chủ chỉ nói, mình chỉ vâng lời mà thôi. Bởi vì khi chúng ta đến với lời Chúa, mà nếu như mà chúng ta còn biện hộ viện lý do đó, thì Chúa Giêsu chưa, Ngài là chủ của chúng ta. Hãy để Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời chúng ta. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái chỗ nào có cá nhiều, chỗ nào con vào cái chỗ đó con sẽ được đầy dẫy. Cái chỗ nào mà con nghe lời ta, con đến chỗ đó con sẽ từ một người không có gì cả, con người thất bại, con người nghèo khổ, con người thiếu thốn, ngoài nạn, con sẽ bước vào trong chỗ đầy dẫy. Và thật sự điều này đã xảy ra. Führer đã đánh cá chuyên nghiệp trong rất nhiều năm, chưa bao giờ ông kinh nghiệm được một mẻ lưới mà đến nỗi rách lưới. Và ngay cả khi kêu bạn của mình đến đánh cá với mình, khi họ đến vào hai chiếc thuyền chở cá đầy đến nỗi gần chìm,
Ông chưa bao giờ thấy cái chuyện này xảy ra. Hãy bước ra. Ông khuyến khích chúng ta, rồi thách thức chúng ta hãy bước ra. Chúa sẽ cho chúng ta thấy những điều lạ lùng mà chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Hãy nếm để biết Chúa là ngọt ngào như nào. Hãy nếm để thấy những phép lạ mà Chúa đang chờ sẵn và dành sẵn cho chúng ta. Oh, hallelujah. Thi Thiên đoạn 37 câu 4 câu 5. Hãy vui mừng trong Chúa. Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn. Hãy giao phó đường lối mình cho Chúa và tin cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành tựu. Nếu quý vị đang lo lắng về tiền bạc, lo lắng về bệnh tật, nếu mà quý vị đang gặp khó khăn nợ nần, hay quý vị đang gặp bất cứ chuyện gì, hôm nay hãy vui mừng đi. Bởi vì sao? Chúa đang ở trong cái thuyền của cuộc đời của mình. Hãy vui mừng đi, hãy cảm ơn Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã bước vào trong cuộc đời con, Ngài bước vào trong cái thuyền của con. Dù con không có gì nhưng mà con cảm ơn Chúa, Ngài không chọn, kén chọn những cái thuyền nào giàu có, chiếc thuyền nào mà sung túc thành công, nhưng mà Ngài đến những cái nơi mà không ai nhận hết. Ngài đến những nơi tầm thường, Ngài đến những nơi thiếu thốn, Ngài đến những người bệnh tật, Ngài đến những người mà lôi người bỏ ra ngoài. Chúa đến. Hãy cảm ơn Chúa, hãy vui mừng trong Chúa. Thì Ngài sẽ ban cho chúng ta điều mà lòng chúng ta mong muốn. Dự định làm cái gì? Hãy trao phó cái điều đó cho Chúa. Tin cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm cho thành tựu. Chúng ta đến bước thứ hai, đó là bước lên. Luca đoạn 5 câu 8, câu 9 thế này. Thấy vậy, Simon Phêrô quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu và thưa: Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội. Tại sao vậy? Tại sao Phêrô nói điều này? Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Gia Cơ và Giăng con Cê-bê-đê bạn của Simon cũng vậy. Chúng ta để ý cái chữ đầu tiên mà Simon nói là Chúa là chủ. Bây giờ ông gọi Chúa là Chúa. Có gì khác biệt gì ở tại đây? Simon đã chứng kiến một cái điều mà trước đây trong cuộc đời, trong sự nghiệp đánh cá của mình chưa bao giờ thấy qua. Chính ông đã thấy được cái một mẻ lưới mà đánh cá vào ban ngày tại nơi nước sâu, mà từ nơi một người thợ mộc, từ nơi một cái người thầy rabbi không phải là chuyên môn của họ, mà Chúa Giêsu chỉ ông ta đánh lưới cái chỗ đó và ông ta vâng lời, ông ta ra và ông ta sửng sốt. Cả cuộc đời mình chưa bao giờ thấy cái điều này bao giờ. Và do đó ông quỳ xuống ngang gối Chúa Giêsu và ông gọi Ngài là Chúa, xin lìa khỏi con vì là người có tội. Tại sao ông dùng cái chữ là xin lìa khỏi con vì con là người có tội? Bởi vì ông xác định này, đây không phải là một người rabbi. Đây không phải người rabbi bình thường, đây không phải là một người thợ mộc. Và đây chính là Chúa, là Đức Chúa Trời. Quý vị biết không, đi đến một cái giai đoạn này đó, Simon đã nhận biết rằng Chúa, Ngài là Chúa, và cái sự thánh khiết của Chúa, sự hiện diện của Chúa tại đó đã làm ông run sợ. Tôi có nhiều lần thấy những điều mà Chúa làm trên cuộc đời của mình. Tôi phải nói rằng cái này là Chúa cho hoài mình. Cái này là Chúa. Cái này thật sự là Chúa. Và lòng cảm thấy run sợ. Chúa ơi, con là ai? Cũng giống như Simon, Chúa ơi, con người bình thường mà sao có thể đánh được mẻ lưới này? Cho nên khi mà chúng ta giống như là Simon nghe lời Chúa Giêsu giảng, đức tin được gia tăng, và Chúa ban phước cho nhiều cá, nhiều phước hạnh đến nỗi không còn sẽ tự tưởng tượng được. Simon nhận biết Chúa Giêsu là Chúa và ông quỳ gối và ông nói với Chúa. Và Chúa Giêsu nói với ông điều gì? Luca đoạn 5 câu 10 câu 11. Chúa Giêsu phán với Simon: đừng sợ, kể từ nay con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Điều gì xảy ra? Họ đem thuyền vào bờ,
bỏ mọi sự theo Ngài. Chúng ta coi ở trong Mác đoạn 1 câu 16 câu 18 khi mà Simon, Andre và những người đó thấy cái mẻ lưới mà làm nghề chài lưới đó, Chúa Giêsu phán họ hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người, và họ lập tức bỏ lưới theo Ngài. Tôi thấy được nhiều người, trong đó có chính cá nhân của mình. Những con người bình thường, những con người thất bại, những con người đau khổ, những con người tổn thương, những con người nghiện ngập. Và khi Chúa bắt đầu bước vào trong cuộc đời của họ và Ngài thay đổi cuộc đời của họ, Ngài ban phước cho cuộc đời của họ, và khi Chúa gọi họ, họ sẵn sàng nói: Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con. Và tôi muốn nói cho những ai đang nghe sứ điệp ngày hôm nay, tôi muốn nói với quý vị rằng nếu Chúa đã ban phước cho quý vị rồi, quý vị nhìn thấy cái công việc của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình, trên cuộc đời của gia đình mình rồi, thì đây là lúc quý vị cần phải đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa bằng cách bước lên. Bước lên có nghĩa là gì? Bước lên sẵn sàng bỏ mọi sự và theo Chúa. Bước lên sẵn sàng bỏ những cái sự nghiệp nào đó mà mình Chúa đang gọi mình. Nếu Chúa gọi chúng ta là cái người mà trở thành mục sư, những người rao giảng tin lành, trở thành những nhà truyền giáo, sẵn sàng bỏ những gì Chúa kêu chúng ta bỏ để chúng ta đi theo Ngài. Đó là bước lên. Bước lên nói Chúa rằng: Chúa ơi, con biết ơn Ngài, bởi vì cuộc đời con đau khổ, nhưng mà Ngài đem phước hạnh, hạnh phúc vào cuộc đời của con. Chúa ơi, trước đây cuộc đời của con nằm trong tay Satan, nó làm cho con thất bại, mất mát gia đình, mất mát đủ thứ. Nhưng mà Chúa ơi, cuộc đời con kể từ hôm nay thuộc về Ngài. Ngài là Chúa của con, và con đi theo Ngài. Đó là sự bước lên. Nếu chúng ta không bước ra, chúng ta sẽ không bao giờ bước lên. Bước ra để kinh nghiệm những gì Chúa làm trên đời sống của mình, và bước lên để dâng những gì mình có lại cho Ngài. Từ khi bước ra và Simon bước lên bỏ mọi sự theo Chúa, ông phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Ông sống cho sự kêu gọi, sẵn sàng đồng sống và đồng chết với Ngài. Thậm chí cuối cuộc đời của Phêrô, ông sẵn sàng khi người ta đóng đinh ông sẵn sàng đóng đinh đầu chống ngược ở dưới và chân chĩa lên cao, cái thập tự giá chống ngược, bởi vì ông không xứng đáng để mà chết theo cách của Chúa. Khi mà bước lên, chúng ta thấy được cái cuộc đời của chúng ta, cái sự kêu gọi của Chúa, phục vụ Chúa là một điều quý giá vô cùng. Chúng ta bước lên, chúng ta thấy rằng cái đó là một vinh hạnh cho cuộc đời của mình, chứ không phải là đau khổ. Đừng bao giờ coi rằng đi hầu với Chúa là một điều đau khổ. Đừng bao giờ coi cái sự hầu với Chúa là một điều ngu dại. Đừng bao giờ coi sự hầu với Chúa là một điều mà không có giá trị gì cả. Bởi vì cái sự kêu gọi thiên thượng mà Chúa gọi chúng ta không phải mấy người có được đâu. Chỉ có những người nào kinh nghiệm Chúa và nếm trải Chúa và thấy được cái sự ngọt ngào của Chúa, thấy sự phước hạnh của Chúa, họ đáp ứng sự kêu gọi này. Tôi gặp nhiều người họ Chúa ban phước cho họ rất nhiều, nhưng họ sợ. Họ sợ rằng nếu mà họ đi theo Chúa đó, ai nuôi vợ nuôi con, ai trả những hóa đơn của mình. Nhưng mà họ không nhớ rằng trước khi mà họ 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 gặp Chúa đó, họ chẳng có gì cả, và ngày hôm nay những gì họ có được là do Đức Chúa Trời ban cho. Và họ luôn luôn viện lý do này, lý do kia để mà hầu với Chúa. Thậm chí tên già, lớn tuổi rồi, nó hồi trước Chúa gọi tôi nhưng mà tôi không làm. Luôn luôn, thường là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ mọi sự theo Chúa đó, từng hồi, từng lúc, chúng ta thể kinh nghiệm được những cái bước, những điều diệu kỳ mà Chúa làm cho chúng ta. Nếu không có sự bước ra, sẽ không có sự bước lên. Nếu không có bước ra, thì Phêrô sẽ không bao giờ thấy Chúa đi bộ trên mặt biển, và ông kinh nghiệm được đi bộ trên mặt biển với Ngài. Quý vị muốn trải nghiệm những điều siêu nhiên trong cuộc đời mình không? Quý vị muốn trải nghiệm những điều mà chưa bao giờ mình thấy trong cuộc đời mình không? Hãy bước ra và bước lên. Phêrô giảng bài giảng 3.000 người tin Chúa. Ông chữa lành người bại tại cửa đẹp. Ông nói rằng
vàng bạc ta không có, nhưng điều ta có ta cho người. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy người Na-xét hãy đứng dậy mà bước đi. Điều gì xảy ra? Người bại từ thở nhỏ sơ sanh đứng lên chạy nhảy và ngợi khen Chúa. Như vậy cho chúng ta một cái điều vô cùng tuyệt vời, đó là gì? Khi chúng ta bước ra và bước lên, cuộc đời chúng ta không còn là cuộc đời bình thường nữa, mà cuộc đời chúng ta là cuộc đời phi thường, cuộc đời chúng ta là phép lạ cho người khác. Tại sao cuộc đời chúng ta là phép lạ cho người khác? Bởi vì chính chúng ta kinh nghiệm được phép lạ Chúa làm cho mình. Chính chúng ta đã thấy Ngài, chính chúng ta được nghe Ngài, chính chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài, chính ta thấy được Phêrô, đã thấy được Chúa Giêsu tại trên ngọn núi qua hình mà chính Đức Chúa Trời nói với Chúa Giêsu rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và Phêrô kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa tại đó, và ông không muốn rời khỏi chỗ đó, ông muốn cắm liều ở đó luôn. Cho nên khi mà chúng ta kinh nghiệm được Chúa đó, chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm đi từ vinh quang này sang vinh quang khác. Từng bước một, từng bước một, Chúa sẽ đưa chúng ta đến chỗ cao hơn. Chúa sẽ làm những công việc vĩ đại hơn trên cuộc đời của chúng ta. Chúa sẽ dùng cuộc đời chúng ta làm phép lạ cho nhiều người. Bóng Phêrô chữa bệnh. Bóng của ông khiến người quỷ dữ được được lành. Ông ở trong tù, ngày hôm sau chờ cái ngày xử tử, thiên sứ dẫn ông đi ra ngoài. Wow. Từ người đánh cá phi thường trở nên một sứ đồ phi thường. Tên Phêrô hay là Peter trở thành một tên có nhiều người đặt cho mình hay đặt cho con trai của mình. Cuộc đời của Phêrô trở thành bài giảng cho nhiều người ưa chuộng. Từ không có đến đầy dẫy, từ vô phước trở thành nguồn phước, từ người bình thường trở nên người phi thường. Được thách thức chúng ta hôm nay, hãy bước ra và bước lại. Bước ra một bước thôi. Học lời Chúa, nghe lời Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Bước ra một bước thôi. Những gì mình có trong tay để cho Chúa sử dụng. Ân tứ của mình, khả năng của mình. Quý vị biết không, lúc mà tôi còn nhỏ đó, tôi trong tất cả anh em nhà tôi là cái người mà khờ hơn hết. Trong tất cả gia đình của tôi là cái người lúc nhỏ mẹ tôi lo lắng cho tôi lắm, bởi vì tôi nói chuyện cả lăm. Tôi nói chuyện không có đầu đuôi gì cả. Muốn nói chuyện tự nhiên nhào vô nói chuyện, thậm chí bây giờ thỉnh thoảng có chuyện như chuyện nó xảy ra nữa. Tức là nói không có đầu đuôi gì đó. Nhưng mà tôi ngạc nhiên ngày hôm nay Chúa đã dùng tôi làm mục sư. Cho nên cái điều mà khờ dại đối với loài người đó, Chúa sẽ làm cho sự khôn ngoan, là khiến cho kẻ 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 kẻ, kẻ khôn ngoan trở nên họ khờ dại. Cho nên tôi thách thức chúng ta ngày hôm nay, đừng coi thường những gì tầm thường trong tay của mình. Hãy dâng cho Chúa, hãy bước ra dâng cho Chúa, hãy để cho Chúa sử dụng. Dù cuộc đời chúng ta đau khổ, dù cuộc đời chúng ta thất bại, dù cuộc đời chúng ta tổn thương, dù cuộc đời chúng ta bị phá sản, bất cứ điều gì chăng nữa, hãy mời Chúa vào trong cuộc đời của mình hôm nay. Bước ra khi chúng ta thấy được những phép lạ của Chúa làm, thấy được sự đầy dẫy phước hạnh của Chúa mình làm, thì cái bước kế tiếp mà chúng ta làm đó là bước lên dâng cuộc đời mình cho Chúa. Có một số con người bước ra nhưng mà họ chỉ bước lên, họ chưa hoàn toàn trao cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa. Họ vẫn còn giữ cái này, vẫn giữ cái kia, họ họ không dám bước ra, không dám họ không dám bước đi dâng tất cả mọi sự cho Chúa, họ họ còn giữ lại cái này, giữ cái kia. Nhưng mà tôi muốn nói chúng ta rằng, nếu chúng ta sẵn sàng lìa bỏ tất cả, đừng giữ gì cả, thì chúng ta sẽ thấy những điều diệu kỳ Chúa làm cho chúng ta. Khi một người trai trẻ đến với Chúa Giêsu và nói rằng tôi làm gì để được sự sống đời đời, Chúa Giêsu nói rằng con giữ 10 điều răn không, thì anh chàng này nói rằng tôi đã giữ 10 điều răn từ thời nhỏ. Đây là một người giàu có và quyền quý và có chức vụ quan trọng. Chúa Giêsu nói rằng hãy bán hết tất cả của cải của mình cho người nghèo rồi theo ta. Anh chàng này buồn bã rời đi bởi vì anh ta tiếc của cải. Chúa Giêsu nói rằng cái người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui vào lỗ kim.
À, và lỗ kim thời đó chúng ta biết lỗ kim nó chỉ là cái con đường nhỏ và trong thành, mà khi buổi tối người ta không thể vào được, người ta đóng cửa chính rồi, người ta phải đi vào bằng cái con đường nhỏ và chui qua cái đó, con lạc đà nó phải khom khó mới đi qua được. Rồi phía rơ mới hỏi Chúa vậy, chúng con lìa bỏ mọi sự, lìa bỏ gia đình, cha mẹ, anh em, ruộng đất theo Chúa, con được cái gì? Chúa Giêsu trả lời như thế này, Chúa Giêsu nói những người mà vì cớ vì ta mà lìa bỏ cha mẹ, anh chị em, ruộng đất mà theo ta, trong đời này họ nhận được 100 lần hơn, cộng với sự sống đời đời trên thiên đàng. Và Chúa nói tiếp, còn các con là những người theo ta này nè, sẽ được ngồi trên 12 chi phái của Israel. Quý vị biết không, khi chúng ta bước ra và bước lên cho Chúa đó, chúng ta không phải được phước đời này gấp trăm lần hơn nữa không mà thôi, mà cộng thêm sự sống đời đời, còn cộng thêm những gì mà những phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta. Một ngày nào đó tôi tin rằng khi chúng ta bước vào vương quốc đời đời của Chúa, chúng ta sẽ thấy những phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta. Tôi nghĩ là lúc đó chúng ta sẽ sốc. Tôi đoán trước là tôi sẽ bị sốc. Tại sao vậy? Tại Chúa Giêsu nói nếu mà cái người nào cầm một cái chén nước này, nước lạnh đi thôi, và đem cho một người con cái của ta, những người đây, những người mà ông chịu ta tại đây, chỉ một ly nước lạnh thôi, cũng không mất phần thưởng của họ đâu. Cái điều tầm thường nhất mà chúng ta làm cho người khác đó, trên thiên đàng đã ghi vào trong sách ghi nhớ của Chúa, và phần thưởng đang dành sẵn cho chúng ta. Tôi ước mong rằng chúng ta ngày hôm nay hãy bỏ tất cả mọi sự, những gì mình coi trọng, hãy bước ra và lên. Tôi xin phép với cầu nguyện cho chúng ta. Và tôi tin rằng trong thời điểm này là thời điểm giữa dịch cúm COVID-19, giữa mất mát, giữa thất vọng, giữa tất cả mọi thứ, không gì tốt bằng lúc này là bước ra và bước lên. Tôi tóm tắt một câu chuyện ngắn, một cái bằng chứng của tôi như một số người con cái Chúa biết tôi có chia sẻ. À, khi hay tin dân tộc của mình ở Việt Nam khổ, nhiều người thiếu ăn, và tôi kêu gọi hội thánh của Chúa, tôi cá nhân tôi dâng một tháng lương của mình cho những người ở Việt Nam. Khi tôi làm điều này xong, thì Chúa bắt đầu có những người ban phước, đem tới được phước cho tôi. Và không những chỉ ngừng đó, tôi quyết định tôi dâng chiếc xe của mình cho một người tín hữu ở trong hội thánh và mới đến đây, và họ không có gì cả, không có việc làm, cũng không có đang chờ để được định cư, và thiếu thốn con cái học hành, và họ học cái lái xe, tôi tặng cái xe của tôi cho họ. Thì tôi vừa ký cái giấy đó không, thì có người liên lạc với tôi và muốn chúc phước lại cho tôi. Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong một thời kỳ chuyển mùa. Và nếu như chúng ta biết được cái mùa đang chuyển, thì chúng ta nắm bắt lấy cái thời điểm đó, và chúng ta sẽ thấy được cái sự đầy dẫy, cái sự phước hạnh của Chúa. Chúng ta thấy được cái sự phi thường của Chúa làm cho đời sống mình. Hallelujah. Chúng ta cùng cầu nguyện như này. Hãy đến với Chúa, xin Chúa, mời Chúa vào cuộc đời của con. Chúa ơi, cuộc đời con đau khổ, cuộc đời con thiếu thốn, cuộc đời con tổn thương, cuộc đời con thất bại. Chúa ơi, con mời Ngài bước vào con. Chúa, con dâng tài năng của con cho Ngài. Hãy nói với Chúa điều này. Chúa, con dâng tài năng của con cho Ngài. Mặc dù con nói không giỏi, nhưng mà Chúa, con muốn làm nhân chứng cho Chúa Giêsu. Mặc dù khả năng đánh đàn của con không giỏi, con hát không hay, nhưng mà Chúa, con muốn dùng những gì con có để hầu việc Ngài. Chúa ơi, con không có nhiều tiền bạc, Chúa ơi, nhưng mà con chỉ là một người lớn tuổi và con không có nhiều tiền bạc, nhưng mà Chúa, con muốn dùng những gì con có, những tài chánh giống như bà người đàn bà quá, dâng cho Chúa những gì con có. Hãy nói với Chúa điều đó. Và nói Chúa là Chúa ơi, con muốn bước lên, là con muốn dâng cuộc đời của con từ hôm nay để hầu việc Ngài. Con muốn cuộc đời của con cho đến hơi thở cuối cùng của con, Chúa ơi, Ngài, 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 con là một công cụ hữu ích cho Ngài. Hãy nói với Chúa điều này. Và tôi tin rằng Chúa đang nhìn thấy chúng ta, nhìn thấy tấm lòng thành thật của chúng ta với Chúa, và chắc chắn Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Cuộc đời chúng ta sẽ trở nên những năm tháng sau, quý vị sẽ ngạc nhiên vì những gì mà Chúa làm trong cuộc đời của mình. Ôi cha ơi, giờ này con đến với Ngài trong danh của con, đọc xanh của Ngài là Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, và với quyền năng của Thánh Linh,
Con cầu nguyện cho những ai chúng con giờ này mà họ đang giơ tay lên hướng về Chúa và nói: Chúa ơi, con muốn bước ra và con muốn bước lên. Ông nói với Chúa rằng cuộc đời con không có gì cả, nhưng mà Chúa ơi, con giao cho Ngài. Cuộc đời con không có tài năng, không ân tứ gì cả, con giao cho Chúa. Và con có giao Chúa cả cuộc đời của con nữa, để con trở thành một môn đồ của Ngài, để Chúa khiến con trở nên một con người bình thường, trở nên một người tài đánh lưới cứu người. Chúa Đức Chúa Trời là đấng chuyên môn khiến chúng ta trở nên, Ngài khiến một người không con trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc, Ngài khiến một tên David, một cái cậu bé tầm thường, trở nên vị vua vĩ đại, Ngài khiến cho những người mà bị bắt lưu đày giống như là Daniel trở thành một vị thủ tướng nhiều đời, có nhiều 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 triều đại. Chúa khiến cho một cái tên nô lệ là Joseph trở nên một vị vị thủ tướng của một đế quốc Ai Cập. Chúa là đấng khiến cho những người tầm thường trở nên những người vĩ đại. Ôi, nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện như này, trong danh của Chúa xin Ngài đổ thần của Ngài trên trên tất cả con dân của Ngài. Những ai nghe sứ điệp này, Ngài đổ thần của Ngài trên họ, đổ đức tin vào trong họ, để họ tin vào lời của Ngài, họ tin quyền năng của Ngài, tin nơi quyền năng của sự chết và sự sống lại của Ngài, đấng mà có thể khiến những gì mà chết trở nên sống, thì huống chi những điều tầm thường của chúng con. Hai chân lẽ nào Ngài không làm được những công việc vĩ đại cho Ngài hay sao? Ôi, nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện như này, những cuộc đời nào muốn dâng cho Chúa hầu việc Ngài, nhân danh Chúa Giêsu, con chúc phước cho họ, nhân danh Chúa Giêsu, con sức dầu cho, công bố sự sức dầu cho họ như này, nguyện thân của Ngài giáng trên họ ngày hôm nay, nguyện lửa Thánh Linh của Ngài thiêu đốt họ ngày hôm nay, để họ đi ra rao giảng tin lành cho về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện từ bắt đầu từ giây phút này, lạy Chúa hãy sử dụng những cuộc đời này theo như ý muốn của Ngài. À, Chúa, những ai chúng con đang thất bại, những ai chúng con đang gặp những đau khổ, những điều gì đó trong cuộc đời của mình, nhưng mà Chúa ơi, hôm nay con cầu nguyện từ những sự mất mát này, Chúa chữa lành họ, Ngài làm cho đầy dẫy những ai bệnh tật, những ai tổn thương, Chúa phục hồi, Chúa chữa lành. Ôi Chúa chúng con ơi, Ngài đấng có thể làm được mọi sự. Vì đó giờ này con cầu nguyện mọi sự Đức Chúa Trời có thể làm được bắt đầu hôm nay, Ngài làm được cho những người nghe sứ điệp này. Mọi sự Đức Chúa Trời có thể làm được bắt đầu ngày hôm nay, Ngài thì làm cho những người mà không có gì cả trở nên đầy dậy. Ô, bà Mary là bà không có thể nào mà sanh con được, bởi vì bà người nữ đồng trinh, nhưng mà Chúa thì khiến cho người nữ đồng trinh sản sinh ra một đấng cứu thế. Ô Chúa ơi, hãy dùng những con người tầm thường, những người đơn sơ, những người hèn mọn, những người tội lỗi, những con người mà xã hội khinh chê, để trở thành những con người phi thường cho nhà Ngài như này. Và trên đất nước Việt Nam chúng con trải dài từ Nam chí Bắc, ở những người ở khắp nơi trên quả địa cầu này. Ôi, nơi nào có người Việt Nam của chúng con, Chúa ơi, xin Chúa hãy cho họ những sự hiểu biết làm sao để bước ra và bước lên. Để từ nơi những con người này, Chúa ơi, tin lành của Chúa được giảng ra khắp nơi. Con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.